Thưa quý vị, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, tạo liên kết theo chuỗi trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Mô hình hỗ trợ liên kết thực hiện dự án phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ bò thịt, bò sinh sản trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn ấp 2 xã Bầu Đồn do hợp tác xã giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp xã Bầu Đồn làm chủ trì, liên kết hỗ trợ 3 vụ sản xuất. Hợp tác xã nông nghiệp Trung Mích liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh đầu tư phát triển công nghệ Nam Việt sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ organic và một số hợp tác xã điển hình khác. Khi được tham gia vô cái chuỗi liên kết á, thì các hợp tác xã sẽ tham gia vô nhiều cái khâu của chuỗi giá trị, cắt giảm bớt cái khâu trung gian, làm giảm chi phí đầu tư cho các cái hợp tác xã, nâng cao cái lợi nhuận cho các hợp tác xã và lợi ích của các thành viên. Hợp tác xã tham gia vào liên kết chuỗi giá trị để góp phần làm tốt hơn vai trò phát triển thị trường và mở rộng dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động.